Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay hãy cùng quý đi tìm hiểu một chiếc quạt lửng Benny đến từ thương hiệu nổi tiếng của Thái Lan nhé. Quạt lửng đứng Benny BF41SL kiểu dáng đẹp, thiết kế thời trang sang trọng, dễ dàng di chuyển trong mọi không gian gia đình bạn. Cánh quạt làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, sải cánh dài 40cm với công suất 60W, sử dụng điện áp 220V, có bảo vệ motor quá nhiệt, vận hành êm ái, tiết kiệm điện. Quạt điều khiển bằng nút ấn cơ với 3 tốc độ gió 1, 2, 3 phù hợp với nhu cầu của gia đình bạn. Quạt có thể điều chỉnh độ cao dễ dàng khi thấp nhất tầm 90cm và cao nhất là 110cm, phù hợp với không gian phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ, v.v. Quạt có thể điều chỉnh đứng một chỗ hoặc quay bằng tuốc nơ và chúng ta cũng có thể gập xuống hoặc bẻ lên tùy theo nhu cầu của chúng ta. Sản phẩm đang được Điện máy Quang Hạnh phân phối với mức giá cực kỳ ưu đãi kèm gói bảo hành lên tới là 12 tháng. Vì thế các bạn hãy nhanh tay đặt hàng ngay để sử dụng em nó nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.